Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Nối kết yêu thương, nơi những câu chuyện đẹp về sự tận tâm và lòng nhân ái được chia sẻ, qua đó đưa quý vị đến gần hơn với những hoạt động y tế và giáo dục, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Chương trình hân hạnh được đồng hành cùng tổ chức Vina Capital Foundation, VCF, để góp phần lan tỏa những câu chuyện đầy cảm xúc và ý nghĩa. Ngay bây giờ, kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình kỳ này. Kính thưa quý vị, em Đoàn Ngọc Anh Thư ở xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh là trường hợp trẻ thứ 11.000 nhận được tài trợ phẫu thuật tim từ tổ chức Vina Capital Foundation VCF và các nhà hảo tâm. Với mỗi một trái tim được chữa lành là một cột mốc đầy ý nghĩa đối với những người thực hiện chương trình, là một minh chứng sống động cho tinh thần nhân ái và lòng chia sẻ trong cộng đồng. Hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ em Anh Thư cũng như là gia đình em để có thể hiểu rõ hơn về hoàn cảnh khó khăn cũng như những nỗ lực của gia đình trong thời gian qua trong cuộc chiến chống lại căn bệnh tim bẩm sinh quái ác. Ba cho con miếng nước luôn rồi. Ba mới muốn nước bỏ vô luôn. Ăn đi, ăn đi. 12 năm qua, căn bệnh tim bẩm sinh không chỉ làm tổn hại sức khỏe mà đến tâm lý của em Đoàn Ngọc Anh Thư cũng bị ảnh hưởng. Thư ít cười, ít nói, nét hồn nhiên tươi vui của một cô bé gái bị những cơn đau bệnh tật cướp đi từ lúc nào. Em không thể tham gia các hoạt động vui chơi như bao trẻ em, không thể học tập hăng say như các bạn bè cùng trang lứa. Chưa đầy 2 tuổi, Thư trải qua ca phẫu thuật tim đầu tiên. Sau lần đó, sức khỏe của Thư tạm thời ổn định, nhưng căn bệnh của em vẫn chưa khỏi hoàn toàn và cần phải theo dõi kỹ lưỡng. Đến nay, khi những cơn đau trở nên trầm trọng hơn, Thư cần được tiến hành mổ tim lần thứ 2 với chi phí khoảng 200 triệu đồng, trong khi hoàn cảnh gia đình em lại vô cùng khó khăn. Con ở trong nhà giữ em nha, ba đi cho Tom ăn chút rồi ba vô. Nghề nuôi tôm ở xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ bỏ ao tôm, tìm kế sinh nhai khác. Một số ít vẫn cố gắng bám trụ và hy vọng. Với thu nhập bấp bênh, trong khi bệnh tình của con chuyển biến nặng, tâm can của người làm cha làm mẹ có lẽ đang rối như tơ vò. Nghe bé nó bệnh là nói chung là mình cũng rất là buồn, biết làm sao bây giờ. Mình thì cũng như phải cố gắng tạo điều kiện để mà lo cho con chứ cô không biết làm sao. Thì bây giờ tới đâu mình giải quyết tới đó. Chung là cũng rất là buồn, tâm trạng không được vui đâu. Nhưng mà lúc nào cũng thấy cảm thấy bồi hồi, khó chịu. Thì mình rất là buồn. Tại sao mà giống như cái số phận nó lại đưa đẩy cho con mình như vậy? Thì mình cũng rất là buồn. Nên mẹ hả, không biết làm sao nữa. Chương trình Nhịp Tim Việt Nam cũng phối hợp ngay với các mạnh thường quân của mình để có thể phân bổ ngay cái nguồn tài trợ một cách kịp thời nhất cho cam phẫu thuật của anh Thư trong thời gian sắp tới. Và cũng là thật sự là nó rất là tình cờ, và bé anh Thư lại chính là rơi vào cái cột mốc vô cùng quan trọng của chương trình Nhịp Tim Việt Nam, đó là cột mốc ca tim thứ 11.000. Và một cái cột mốc mà nó cũng thể hiện luôn một cái sự gắn kết của rất là nhiều con người, của bác rất là nhiều tấm lòng để có thể cùng mang đến một cái trái tim khỏe mạnh cho một em nhỏ. Cuộc chiến chống lại bệnh tật chưa bao giờ dễ dàng. Lần thứ hai Thư bước vào ca mổ là lần thứ hai người mẹ này phải đối mặt với nỗi lo lắng không thể diễn tả thành lời. Mỗi giây phút chờ đợi bên ngoài phòng mổ trở nên dài đằng đẵng.
nó sẽ có những cái khó khăn. Thứ nhất là khi chúng ta mổ lại đó, đặc biệt là đối với cái tim phải của bé nó bị giãn to đó, thì cái tim phải giãn to là sẽ nằm ngay sau sát sau xương ức. Khi chúng ta mổ lại, chúng ta phải hết sức lưu ý là phải cẩn trọng làm sao mở cái xương ra nhưng mà nó không có chạm vào tim, nó không có bị rách những cái cấu trúc ở tim hay là mạch máu, và làm sao chúng ta sẽ tiến hành cái cuộc phẫu thuật nó là an toàn, và chúng ta sẽ đặt cái van sinh học, cái van nhân tạo vào đúng cái vị trí. Bé lên phòng mổ thì rất là lo lắng lắm. Ở ngoài cứ ngồi cứ đợi bé. Và cũng như là tâm tư của mình á, cứ hướng theo con của mình và cứ gọi bé mãi, con hãy cố lên, con hãy cố lên, con hãy mạnh mẽ lên. Giống như cái tên Anh Thư mà mẹ đã đặt cho con vậy đó. Con hãy cố gắng lên. Và như một lẽ tất yếu, tình yêu thương đã chiến thắng. Đó là tình yêu thương của cha mẹ dành cho Thư, tình yêu thương của các y bác sĩ, của cộng đồng dành cho Thư đã mang em trở về khỏe mạnh trong vòng tay của người thân. Giây phút này có lẽ cả đất trời cũng cảm động. Niềm vui với nước mắt nó pha lẫn với nhau á, mình rất là mừng không thể tả nổi luôn. Bởi vì mình, cái tâm trạng mình đang rất là lo lắng, nhưng khi mà mình được gặp con mình mà mình thấy con mình đã như vậy rồi, mình rất là mừng. Và bây giờ xin mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng nhau đếm ngược được không nào? 3, 2, 1, xin mời. Sau 18 năm hoạt động, chương trình Nhịp Tim Việt Nam của tổ chức Vina Capital Foundation VCF đã giúp hồi sinh 11.000 trái tim trẻ thơ. Mỗi trái tim được chữa lành là một cột mốc quan trọng, là động lực lớn lao để những người thực hiện chương trình tiếp tục hành trình khó khăn nhưng vô cùng ý nghĩa. Anh Thư ơi, cho chị hỏi là hiện tại sau cái ca phẫu thuật thứ hai là mới đây thôi, thì chắc hẳn cũng cảm nhận được cái sự đồng hành của mẹ, của các cô chú trong quỹ Nhịp Tim Việt Nam. Thì anh Thư có điều gì muốn chia sẻ, đặc biệt là với mẹ của mình? Con xin cảm ơn các chương trình Nhịp Tim Việt Nam và các mạnh thường quân đã giúp đỡ, hỗ trợ cho con có số tiền để phẫu thuật. Con xin cảm ơn các bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã phẫu thuật và hỗ trợ và trợ giúp cho con có một sức khỏe tốt, để con có một trái tim khỏe mạnh, được hòa nhập với các hoạt động học tập như các bạn. Đặc biệt là con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và đã tìm cách để chữa bệnh cho con. Con cảm ơn mẹ nhiều. Rồi vậy cảm ơn mẹ thì quay qua ôm mẹ cái được không nào? Dạ vâng, cảm ơn quý vị. Dạ vâng, chị Ngô Thanh Vân thân mến, sau một khoảng thời gian rất là dài đồng hành cùng với chương trình Nhịp Tim Việt Nam, và có thể nói là 15 năm đúng không chị? Dạ, thì chị cảm thấy như thế nào về cái sự phát triển của chương trình cho đến ngày hôm nay ạ? Để nhìn và nghĩ lại thì thật sự thì mới đó mà đã 15 năm rồi. Cái hành trình cứu những trái tim đối với Vân nó không phải là một cái đích đến của những con số nữa, nhưng mà nó là cái giá trị của một cái hành trình, của kết nối những cái trái tim của những bạn đội ngũ ở phía sau, của kết nối của những trái tim với những nhà bảo trợ, những nhà tài trợ, của kết nối những trái tim của những y bác sĩ và những nhà lãnh đạo cùng chung với nhau để chúng ta cứu và mong muốn mỗi ngày sẽ có thêm một em bé được hạnh phúc, được quay trở lại với một trái tim khỏe mạnh. Và bằng chứng là ngày hôm nay ở đây mình thấy anh Thư, lúc đầu khi mà bước vào đây rồi xem những cái video của anh Thư chiến đấu và phấn đấu và hiểu được hành trình của người mẹ. Và đó là chỉ có là một hành trình thôi. Xuyên suốt 15 năm qua hay là 18 năm qua thì đội ngũ chúng tôi đã thấy rất là nhiều hành trình và rất là nhiều cảm xúc
về những cái hành trình của những người mẹ đó, nhưng mà chúng tôi cũng giống như những người mẹ sẽ không bao giờ ngưng phấn đấu, bởi vì đối với Vân, cứu những mạng sống đó nó giống như là gieo những cái hạt mầm cho một cho những gia đình khỏe mạnh hơn, cho một xã hội khỏe mạnh hơn và cho một đất nước phồn vinh hơn. Thì Vân thấy là ngày hôm nay ở đây có rất là nhiều bạn trẻ, chúng tôi thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nhưng mà chúng tôi cũng sẽ già đi. Và sau này chúng tôi chỉ mong rằng các bạn sẽ tiếp bước, đồng hành và làm những công việc chúng tôi đang làm, bởi vì cần lắm cái sự cho đi của các bạn. Và sau này cũng vậy, cũng mong là anh Thư, sau này em sẽ khỏe mạnh hơn và em sẽ tiếp bước những gì mà anh chị đã làm ở đây để làm cho một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Phương nghĩ rằng là một người không thể giúp được nhiều người, nhưng mà nhiều người cộng lại thì có thể giúp được rất 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 là nhiều người. Và Nhịp Tim Việt Nam đang cần sự hỗ trợ của rất nhiều mạnh thường quân để mà có thể có những chi phí phẫu thuật cho các trẻ em nhỏ. Và mỗi lần mà phẫu thuật như vậy thì các em cũng đã rất là mạnh mẽ để mà có thể bản lĩnh vượt qua và tái sinh một lần nữa. Phương hy vọng rằng là mọi người sẽ tiếp tục làm việc, cống hiến và đóng góp để có thể giúp cho cuộc sống ngày một trở nên tốt đẹp hơn. Chương trình Nhịp Tim Việt Nam đã giúp cho chúng tôi cứu được rất là nhiều cháu. Hàng năm chúng tôi mổ khoảng từ 150 đến 200 các trường hợp được hỗ trợ từ Vina Capital, và cái kinh phí có thể lên tới từ 3 tỷ rưỡi cho tới 4 tỷ đồng mà cho một năm. Và phải nói đây là một cái nguồn lực rất là lớn. Nếu như không có cái sự hỗ trợ của chương trình Nhịp Tim Việt Nam thì phải nói là các cháu sẽ gặp khó khăn, và chúng tôi cũng sẽ gặp khó khăn trong cái quá trình mà chúng tôi điều trị, mà đưa các cháu từ một cái bệnh tim, một cái trái tim yếu, một cái bệnh tim mà phức tạp, mà trở về thành một cái trái tim mạnh khỏe và trẻ được có một cuộc sống bình thường. Chương trình Nhịp Tim Việt Nam là một trong những chương trình rất rất là có hiệu quả. Thì chương trình không chỉ giúp cho chúng tôi trong việc hỗ trợ về kinh phí mổ cho các trường hợp các trẻ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, và bên cạnh đó còn giúp cho đội ngũ cán bộ bác sĩ đi tới những cái vùng sâu vùng xa có thể tiến hành khám sàng lọc miễn phí, siêu âm tim miễn phí cho các trẻ, để có thể mình phát hiện được, tầm soát được các cái bệnh tim bẩm sinh sớm, từ đó có kế hoạch điều trị cho các cháu rất là hiệu quả. Thì riêng về Bệnh viện Đại học Y Dược, chúng tôi rất là vinh dự được tham dự chương trình này, và với tư cách cá nhân là một bác sĩ phẫu thuật tim thì chúng tôi cũng rất là đánh giá cao chương trình và mong muốn chương trình chúng ta sẽ tiếp tục và ngày càng phát triển lan rộng hơn nữa. Tôi rất là xúc động và tự hào về Nhịp Tim Việt Nam sau khi mà giúp được 11.000 em bé, nhất là từ 2006. Từ ban đầu tôi chỉ suy nghĩ là mình chỉ giúp một gia đình thôi, nhưng mà sau đó tới bữa nay là tới mức số 11.000 là rất tự hào. Cái quan trọng nhất là mình phải còn hợp tác, phối hợp với cộng đồng. Cộng đồng với nhau là phải bắt tay mà đỡ mà hợp tác với nhau, chứ một mình Vina Capital Foundation không đó thì không có thể nào mà mình làm được hết tất cả mọi việc. Mình phải hợp tác, thì tôi cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, một số người cá nhân mà có tâm huyết, có thể là bắt tay với nhau để mình giúp đỡ với nhau, mà đỡ giúp nhiều gia đình hơn, để mà làm cho Việt Nam mình một cái nơi mà khỏe mạnh hơn, mà phát triển bền vững hơn. Với sự tận tâm, nhiệt huyết của VCF, sự hỗ trợ đồng hành của các đối tác, những nhà hảo tâm, chương trình đã và đang làm nên những kỳ tích, mang lại cuộc sống mới cho hàng ngàn trái tim Việt Nam. Bằng cách chung tay góp sức, chúng ta có thể làm nên những điều kỳ diệu, vì yêu thương là nguồn động viên mạnh mẽ nhất. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý vị khán giả trên hành trình yêu thương, để mỗi bước chân đều là bước đi hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Đến đây, chương trình Nối Kết Yêu Thương tuần này xin phép được khép lại. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. 100% đóng góp của bạn vào chương trình Nhịp Tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ Nhịp Tim Việt Nam, số 14 E21, đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức.
điện thoại 028 3827 8787, website vinacapitalfoundation.org.